Tại sao không giết? Ông là một hảo hán. Nếu chúng ta không phải đang đối địch nhau, tôi rất mong có thể làm bạn với ông. Muốn giết thì giết, không cần lải nhải. Giết, tất nhiên phải giết. Mẹ tôi chết trong tay ông, thúc thúc tôi cũng chết trong tay ông. Có quá nhiều lý do cho tôi giết ông. Sao cậu không giết tôi? Ông đã nợ tôi. Tôi giết ông vẫn chưa hết nợ. Còn nữa, sau này mạng sống của ông sẽ thuộc về tôi. Tiên sinh, Thành Nhi, hiện nay chúng ta đã công phá hơn một nửa phân đà của Minh Gia Bảo rồi. Nay mai sẽ chiếm lĩnh tổng đàn của họ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi cho rằng chúng ta nên thừa thắng xông lên, chiếm lĩnh Quả Diệm Sơn, đánh phá lá chắn hướng bắc của họ, sau đó mới họp mặt với người của Lâm Sơn Nhất. Như vậy, tình thế sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng Quả Diệm Sơn đường xá xa xôi. Thạnh Nhi, tiên sinh, lẽ ra tôi muốn sau khi họp mặt với người của Lâm Sơn Nhất, sẵn đường đến Tế Thế Sơn Trang để thăm Ỷ La. Vì Quả Diệm Sơn đường xá xa xôi, tôi cần phải đi gặp cổ trước. Hiện giờ chỗ đó vẫn còn là địa bàn của Minh Gia Bảo. Cậu làm như vậy rất nguy hiểm. Ông yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Công việc ở đây giao cho ông điều hành. Thạnh Nhi, Thạnh Nhi, xưa nay chốn dịu dàng sẽ là ngôi mộ của anh hùng. Nếu cậu còn say đắm trong tình cảm trai gái, như vậy e rằng Võ Lâm sẽ... Ỷ La, rồi đây chúng ta sẽ gặp nhau. Nàng hãy chờ ta. Nàng hãy chờ ta.
Mục đại ca, xin lỗi chàng, thiếp không thể giữ trọn lời hứa của mình. Nhưng xin chàng hãy tin thiếp, trái tim của thiếp vẫn thuộc về chàng. Hôm nay, ngày mai và mai sau, mãi mãi vẫn không thay đổi. Những gì mà kiếp này thiếp nợ chàng, thiếp sẽ ghi trong lòng. Thiếp hứa kiếp sau sẽ trả. Thiếp hứa kiếp sau sẽ trả. Sao vẫn chưa thấy tân gia nhân? Phải đó, nghe nói cổ rất xinh đẹp. Tôi cũng nghe người ta nói vậy. Đến rồi, tân gia nhân đến rồi. Tân gia nhân đến rồi. Cổ xinh đẹp thật. Nhất bái thiên địa. Đúng là trai tài gái sắc. Nhị bái cao đường. Trông họ xứng đôi lắm. Phu thê giao bái. Họ giao bái kìa. Nên vợ thành chồng rồi. Đưa vào động phòng. Chúc mừng, chúc mừng. Về Minh Gia Bảo. Tư Như, ta đã thành thân. Xem như muội đã đạt được ước nguyện. Nhưng muội có thể hứa với ta một điều, sau này giảm bớt sự căm thù. Không phải vì ta, mà là vì muội. Tại vì căm thù là một sự đau khổ. Ta không muốn muội muội của ta phải sống trong đau khổ. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, sao cô lại khóc? Vậy sao? Đâu có. Tại cắt bay vào mắt thôi. Chuyện vui như vậy, tôi cười còn không kịp, sao tôi phải khóc? Về Minh Gia Bảo. Sa Phu, đi. Tôi không thuộc về chỗ này. Chỗ này cũng không phải của tôi. Từ nay, tôi phải tạm biệt với Tư Như ngày xưa. Tôi là phu nhân của Minh Gia Bảo. Tôi là phu nhân của Minh Gia Bảo. Ý La, tình cảnh hôm nay từng xuất hiện trong giấc mơ của ta vô số lần. Nhưng ta không thể ngờ rằng nó lại đến với ta nhanh như vậy. Nàng có biết ta vui mừng đến chừng nào không? Sao nàng nhìn ta như vậy?
Nàng sợ ta hả? Nàng sợ tân lang của mình à? Tôi van xin Quynh, Quynh đừng ép buộc tôi. Tôi van xin Quynh. Ta cảm thấy khâm phục cậu ấy, có được một hồng nhan tri kỷ như nàng. Xưa nay ta không bao giờ phục cậu ấy, không chịu hạ mình. Quynh đang nói sốc hả? Không, ta nói những lời thật lòng. Ỷ La, ta biết nàng lấy ta là bất đắc dĩ, ta sẽ không ép nàng đâu. Để chúng ta làm đôi vợ chồng, thử danh vô thực đi. Để ta chăm sóc nàng như ca ca với muội muội. Nếu một ngày nào đó nàng và Mộc Thạnh hội ngộ, ta hứa sẽ lặng lẽ ra đi. Vậy có được không, Lâm đại ca? Có phải bây giờ thấy ta không đáng ghét như trước không? Nếu đúng như vậy, nàng qua đây uống với ta một ly. Ỷ La, nàng có biết không, nếu nàng là người đàn bà khác thì ta sẽ bất chấp tất cả, động phòng rồi tính sao? Nhưng đối với nàng, ta không làm được. Không chỉ như vậy, ta còn muốn giao nàng cho người đàn ông khác. Nàng nghĩ đây có phải là tác phong của Lâm Sơ Nhất không? Lâm đại ca, không, đây là hành vi của kẻ nhút nhát. Ỷ La, nàng cho ta biết, thật ra nàng dùng phương pháp gì có thể làm cho một người đàn ông cứng rắn như ta phải biến thành kẻ nhút nhát? Cha, cha phải bảo trọng sức khỏe. Cha nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình. Ỷ La, có thật là con quyết bán Tế Thế Sơn Trang không? Hay chúng ta có thể cho người ta thuê? Cha, hiện nay trong lòng Tư Như đang bốc cháy, con sợ cổ sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, cho nên con sợ chúng ta sẽ không kịp trở tay. Cha và chú Đức đến miền Nam tạm tránh mặt, như vậy con mới yên tâm. Thôi được, cha nghe lời con. Cha sẽ về quê của chú Đức một thời gian, chờ khi nào sắp xếp xong mọi chuyện, chúng ta sẽ họp mặt sau. Được. Ta giao con gái ta cho con, nhớ đối xử tốt với nó. Dạ, cha yên tâm, con sẽ chăm sóc vợ con thật chu đáo. Được. Đi thôi, nếu càng ở lại cha sẽ càng luyến tiếc. Cha, cha hãy bảo trọng. Con yên tâm. Đi thôi. Lão già cẩn thận. Được rồi, cho xe chạy. Vào nhà đi, chúng ta cần phải thu dọn hành trang rồi trở về trên núi. Hôm nào một đại ca sẽ đến, chỉ trong nay mai thôi. Lão đại, lão đại, cuối cùng tôi đã tìm được Quynh rồi. Chuyện gì mà gấp vậy? Thiên Canh phái người đến nói, ông nói Mộc Thạnh lập tức tấn công Quả Diệm Sơn, tạm thời không thể họp mặt với chúng ta. Ông kêu chúng ta tấn công Tản Quan theo hướng tây. Lão đại, xem ra trận đấu này sớm hơn dự định. Lão già đó đòi đi bọc một vòng,
rõ ràng muốn chúng ta hao binh tổn tướng, thay hắn đánh trận đầu, hắn ngồi không hưởng lợi. Lão đại, chúng ta tính sao bây giờ? Chúng ta lập tức trở về trên núi Ỷ La. Nàng cho thu dọn hành trang ngay. Ăn cơm trưa xong chúng ta lên đường. Được. Một tế thế sơn trang lớn như vậy, vậy mà không có chút gì để ăn. Đệ Ngưu, đệ có nhìn thấy Ỷ La không? Chẳng phải cổ ở dưới bếp sao? Tôi vừa từ dưới bếp lên đây, thức ăn nấu xong rồi, nhưng không thấy cổ đâu. Không thể nào, lão đại. Hay là quên xuống bếp xem sao? Tình yêu giữa trai gái như họ bực bội. Họ mới vắng mặt được một lát chứ đâu. Mới đây thôi đã lo lắng như vậy rồi. Sau này đại ngưu ta cần phải cẩn thận hơn. Không để cho đàn bà xỏ mũi mà đi. Không được. Ỷ La. Ỷ La. Ỷ La, lão đại. Chuyện gì? Bỏ đi rồi. Tôi đi tìm cổ. Lão đại, nên xem trọng đại cuộc. Nếu huynh bỏ đi, biết bao nhiêu huynh đệ đang chờ huynh trên núi đó. Lâm đại ca, cảm ơn huynh đã chăm sóc tôi bấy lâu nay, và cảm ơn huynh thương yêu tôi với lòng độ lượng. Thú thật là tôi không nhẫn tâm liên lụy huynh, thiếu nợ huynh. Cho nên tôi quyết định tự lên đường một mình, đi tìm một đại ca. Có lẽ con đường phía trước rất khó khăn, nhưng tôi sẽ khắc phục từng chuyện. Tôi đã ý thức một cách sáng suốt. Tôi không thể núp dưới sự che chở của huynh và cha tôi để có thể tay qua nạn khỏi như bấy lâu nay. Bản thân tôi cần phải đương đầu với một số người và một số việc. Tôi phải tự trưởng thành và biết chịu đựng. Tôi phải học cách xây dựng cuộc đời mình trong gian khổ. Do đó, huynh không cần lo lắng cho tôi. Tôi sẽ sống rất kiên cường, mạnh dạn trước mọi thử thách, không biết đánh gục bởi bất kỳ khó khăn gì. Hy vọng lúc gặp lại nhau, người mà huynh nhìn thấy là một Ỷ La cứng rắn. Chào huynh. Đại Ngưu, chúng ta đi. Ỷ La, Mộc huynh đệ, Lâm đại ca, sao huynh ở đây? Tôi... Ỷ La. 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 Một huynh đệ, chẳng phải để tấn công Quả Diệm Sơn rồi sao? Sao lại đến Tế Thế Sơn Trang vậy? Tôi đến thăm một người bạn. Lâm đại ca, huynh có biết chủ nhân ở đây là ai không? Họ đi đâu vậy? Chúng tôi đến đây để mua thuốc. Vào đây rồi mới phát hiện trong nhà không có ai. Chẳng hay người mà một huynh đệ muốn tìm là... Tôi yêu cổ, nhưng hàng xóm đều nói rằng cổ bị người của Minh Gia Bảo bắt đi rồi. Chắc là cổ bị ép buộc. Nguy rồi.
Minh bất giới của Minh Gia Bảo mới chết đây. Theo tổ chế của họ, tất cả mọi cô gái đều phải bồi tán. Nên làm sao bây giờ? Tốt hơn hết ỷ là không sao. Nếu không, Lâm đại ca, bây giờ huynh tranh thủ điều động binh mã tấn công Hồng Một Nhai từ hướng đông. Tôi hưởng ứng từ Tản Quan ở hướng tây. Không sang bằng Minh Gia Bảo, tôi thề không làm người. Nhưng hiện giờ địch mạnh ta yếu, nếu chúng ta không chế ngự xung quanh dùng Quả Diệm Sơn, cho dù miễn cưỡng chiếm đóng Minh Gia Bảo, họ cũng sẽ phản kích thôi. Họ cứ ra tay, chúng ta phản đòn, có gì phải sợ? Hay làm vậy, chúng ta hãy hứa với nhau, ai vào Minh Gia Bảo trước làm lớn. Ý huynh thế nào? Vậy Ngô huynh không thể so với đệ được. Võ công của một huynh đệ siêu phàm, còn một gia trại đánh đầu thắng đó. Lâm Sơn Nhất này không có tài năng đó. Huynh không nên nghĩ đệ ỷ lại mình đông người. Vị trí tại hướng tây rất lý tưởng, sức phòng ngự là yếu. Để làm vậy xem như có lợi cho huynh đó. Ý của ta không phải như vậy. Không cần nói nhiều. Nếu huynh còn xem đệ như huynh đệ thì hứa với đệ đi. Thành Nhi, cậu cứ đòi làm cố, cậu định tấn công ngay mặt Minh Gia Bảo sao? Tôi đã quyết rồi, tiên sinh không cần khuyên nữa. Tôi hiểu rõ tính của cậu. Một khi cậu đã quyết định thì không ai có thể làm cho cậu đổi ý được. Nhưng mà tại sao cậu lại đưa ra lời hứa với Lâm Sơn Nhất? Không may hắn là người đến trước thì sao? Không thể nào, người của chúng ta đông như vậy, chẳng lẽ lại thua đoàn quân tạp nhạp như họ sao? Không may thì sao? Không may họ đến trước chúng ta, hôm ấy cũng sẽ chờ tôi lên Dân Vũ Sơn. Lâm đại ca là con người trung hậu, không có giả tâm, tiên sinh không nên quá lo làm gì. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Từ lúc Lâm Sơn Nhất phản bội Minh Gia Bảo đến nay, hắn liên tục chịu thất bại, nhưng hắn 5 lần 7 lượt cuốn đất trở lại. Con người này không đơn giản chút nào. Thạnh Nhi à, tại cậu quá xem thường ngôi báo Võ Lâm Chí Tôn đó. Nó đầy sức cám dỗ với mọi người. Tạm thời không nói tính của Lâm Sơn Nhất thế nào, cho dù là bá tánh thông thường, đương đầu với giang sơn gấm dốc và đình đài lầu cát, có mấy ai không động lòng? Quân ấy dám động lòng, tôi sẽ diệt quân ấy. Vậy có khác gì cậu thất hứa với thiên hạ? Tôi không quan tâm. Trại chủ, trại chủ, nghe xem ai đến. Đại ca, đây là Mộc Vũ. Quân huynh đệ rồi sao? Mộc Vũ, mấy năm không gặp đệ, đệ trở thành người lớn rồi. Đệ đến đầu quân, đệ phải xông pha giang hồ như đại ca, làm rạng rỡ Mộc gia. Được, huynh đệ đồng lòng, làm chuyện gì cũng xong. Đệ làm tiên phong của đại ca, chúng ta tiến sâu vào hang giặc. Rõ, đi, đi. Vị đại ca kia, vị đại ca kia, cô nhìn xem tôi có xinh đẹp không? Đẹp, cô xinh đẹp lắm. Vậy huynh có muốn rờ bàn tay ngọc của tôi không? Muốn, tất nhiên là muốn. Hai đồng tiền Tây Dương. Đừng nhỏ mọn như vậy, cùng lắm tôi cho huynh hôn thêm tôi một cái. Tránh ra, tránh ra. Tiền của tôi, tiền của tôi. Tránh ra. Lên. Sao
xông lên giết họ cho ta. Giết. Thành Nhi, sao rồi? Không thấy hắn. Đại ca, trại chủ, phân đại chủ tại đây đã bỏ trốn rồi. Những tù binh bá tánh và người của Minh Gia Bảo nên xử lý thế nào cho đúng? Giết hết bọn họ. Rõ. Thành Nhi, nếu giữ lại bọn người này e rằng không đủ lương thực cho họ. Giả lại chúng ta còn phải tấn công tổng đàn của Minh Gia Bảo, không thể bắt huynh đệ chịu đói được. Giết. Rõ. Giết họ cho tôi. Thành Nhi. Ý là nếu như nàng bị họ làm tổn hại đôi chút, ta sẽ bắt cả Minh Gia Bảo phải lót xác cho nàng. Trại chủ vừa vào thành đã giết nhiều người như vậy, có phải đã quá tàn nhẫn không? Nói nhỏ thôi, nếu bị người ta nghe thấy sẽ rơi đầu đó. Tôi nghĩ như vậy, ở đây có rất nhiều người là kẻ vô tội. Trước kia chúng ta tham chiến với mục đích gì? Chẳng qua vì chính nghĩa và mong có cuộc sống tốt hơn. Nếu Mộc Thạnh cứ giết người như vậy, thử hỏi có khác gì so với Minh Gia Bảo? Thôi đi, đừng nói nhiều nữa. Quỳnh ấy không thể giống Minh Gia Bảo được. Nhưng mà, cậu đừng nhưng mà nữa. Còn nhiều xác chết đang chờ thu dọn. Nếu còn nhưng mà, dọn đến sáng mai chưa xong. Nhanh tay lên. Được rồi, đi về. Cô là ai? Tôi... Tiểu ca ca, tôi xin Quỳnh đừng lên tiếng. Nếu Quỳnh tha chết cho tôi, Quỳnh muốn gì cũng được. Người đẹp ơi, lại đây. Lại đây. Đứng lại. Bắt lấy ả. Nhanh lên. Đừng để ả chạy thoát. Khuya như vậy, nàng chưa đi ngủ sao? Chàng cũng chưa đi ngủ mà. Tự như, ta nên làm gì bây giờ? Người của Mộc Thạnh thế như trẻ tre. Mình và bảo chúng ta vốn không đủ sức để chống lại. Không sao đâu. Thiếp nghĩ chuyện này sẽ không sao đâu. Chàng cứ bàn bạc với mọi người xem sao. Tự như, nàng biết không? Thú thật là ta không muốn làm bảo chủ đâu. Thà ta dẫn nàng đến chân trời góc biển, rồi ca hát, rồi khiêu vũ, sống cuộc sống như thần tiên. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại chế nhạo ta? Tại sao lại buộc ta chịu đau khổ như vậy? Có thật là tình hình nghiêm trọng như vậy không? Mộc Thạnh quá mạnh. Trước đó hắn liên tục phá ba phương đà. Có nhiều nơi nghe tiếng hắn đến.
họ không dám đánh nữa, liền bỏ vũ khí đầu hàng. Thú thật là ta rất sợ. Ta sợ cơ nghiệp của tổ tiên sẽ quỷ trong tay của ta. Ta sợ tai tiếng ngàn năm. Ta thật sự rất sợ. Ta sợ chết lắm. Ta thật sự rất sợ. Ta thật sự rất sợ. Thiếu Khanh, chàng là người đàn ông, chàng mà như vậy, chàng kéo thiếp nên làm sao đây? Tự nhiên, chẳng lẽ cả nàng cũng bỏ rơi ta sao? Không có. Chàng suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua thiếp đang nghĩ chuyện khác thôi. Chàng nghỉ ngơi cho khỏe, coi chừng đuối sức. Tư Như, xin lỗi nàng. Trước đó ta còn hứa phong cho nàng làm phu nhân, nhưng mà không còn quan trọng, nên lo đại sự. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Khó khăn lắm tôi mới có được vị trí này, vậy mà ông lại biến nó thành một giấc mơ. Một giấc mơ đến rất nhanh và đi càng nhanh. Một vị bảo chủ kể cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, làm sao quên ấy bảo vệ tôi? Minh Thiếu Khanh, quên là tên lừa gạt. Quên giống như ỷ la vậy. Các người đều là lừa gạt. Đúng rồi, Mộc Thạnh, ỷ la đã lấy Lâm Sinh Nhất rồi. Còn Mộc Thạnh, tôi vẫn còn cơ hội. Tôi vẫn còn cơ hội. Tôi phải làm phu nhân. 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 Người đâu? Phu nhân, sao cổ lại ở đây? Bẩm phu nhân, lẽ ra chúng tôi đã đưa cổ ra ngoài rồi, nhưng cổ từng được tiền bảo chủ nhận làm con nuôi, xem như là tiểu thơ. Bảo chủ đặc biệt ân điển cho cổ ở lại đây. Cho cổ ở lại thì không nên nhốt cổ vào trong lòng. Nghe nói cổ có sức công kích. Mở lòng ra. Dạ. Tôi phải làm phu nhân. Tôi phải làm phu nhân. Cô cũng tội nghiệp như tôi vậy. Chúng ta đều là những người không nơi nương tựa. Tôi biết cô khổ lắm. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho ai ăn hiếp cô đâu. Người đâu? Phu nhân có gì dạy bảo? Sau này phải cung cấp cho cổ những tiêu chuẩn như chỗ của tôi. Không ai được phép ăn hiếp cổ, không được chậm trễ. Tôi sẽ đến thăm cổ bất cứ lúc nào. Nếu các người không làm theo ý của tôi sẽ trừng trị nghiêm ngặt. Nghe rõ chưa? Dạ, phu nhân. Lùi xuống đi. Nín đi Vân Khương. Nín đi Vân Khương. Tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô như vậy. Chúng ta mãi mãi là tỉ muội của nhau. Cô yên tâm đi. Sầm Giả Đồng, chàng nói đi. Thật ra tôi thua kém cô gái trong đó điểm nào? Hôm nay chàng không nói rõ mọi chuyện với thiếp, thiếp sẽ chết cho chàng xem. Chàng nói đi. Chàng là người đàn ông, tại sao không dám nói gì? Chàng nói đi. Chàng có thể nhẫn tâm như vậy sao? Thôi được, thiếp chết. Thiếp chết. Cô nương, đừng xúc động, thả tôi ra.
Tôi đi gọi quân ấy giùm cô đừng xúc động. Chờ tôi nha. Nè, nè, mau thức dậy đi. Nè, có người tự tử vì quân đó. Quân nhìn đi. Nè, quân thật là nhẫn tâm. Cả một mạng người đó. Quân thức dậy đi. Sầm Giả Đồng, chàng giỏi lắm, nhẫn tâm lắm, chàng đáng khen lắm. Thiếp sẽ cho chàng hối hận suốt đời. Bực bội quá. Tôi xin cô mà, muốn chết thì đi chỗ khác chết, đừng làm mất giấc ngủ của tôi. Xem như tôi xin cô. Chàng kêu thiếp đi chết hả? Cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Thật ra chàng có từng yêu thiếp hay không? Không hiểu dạo này thế nào, tôi nghe được toàn là những chuyện không nên nghe. Bộ chàng cho rằng thiếp không dám nhảy xuống hay sao? Mệt quá, tôi đi ngủ đây. Chàng, cổ nhảy xuống rồi. Cổ nhảy xuống rồi kìa. Nhanh lên, cứu người đi. Cô nương, cô nương, cô không sao chứ? Tôi cảnh cáo cô, lần này là lần cuối cùng. Lần sau bất luận cô nhảy hồ, nhảy sông hay là nhảy biển, tôi cũng không cứu cô nữa đâu. Cô hiểu chứ? Sầm Giả Đồng, chàng thật là đáng chết. Thật ra thiếp thua ả điểm nào? Cô muốn biết sự thật chứ gì? Chàng nói đi. Cô không thua kém cổ. Chỉ tiếc là trong thâm tâm Sầm Giả Đồng này chỉ có một mình Giải Ngữ thôi. Cô hiểu chứ? Sầm Giả Đồng, chàng khốn kiếp lắm. Thiếp căm ghét chàng, thiếp hận chàng, thiếp hận chàng đến chết. Cô nương, cô hãy bình tĩnh. Cô nghe tôi khuyên một lời. Trong thời buổi hiện nay, muốn tìm một người đàn ông chung thủy như quân ấy quả thật không dễ. Nếu như hôm nay quân ấy vì cô mà bỏ rơi cô gái khác, như vậy sớm muộn cũng có một ngày quân ấy sẽ vì người khác mà bỏ rơi cô. Quân ấy không có lỗi, ngược lại cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Ít ra cô không yêu lầm người. Bộ đầu cô có vấn đề hay sao? Quân ấy không thương tôi, vậy mà cô nói tôi không yêu lầm người. Cô điên rồi sao? Sầm Giả Đồng, quân chờ tôi với. Sầm Giả Đồng, nào nào, uống đi, uống với ta cho vui. Thiếp mời chàng, rót đầy đi, uống cạn nha. Kẻ đa tình lại đến rồi. Giải Ngữ đâu? Giải Ngữ à? Giải Ngữ, cậu chưa biết gì sao? Hôm nay sàn đấu có trận thi đấu, Kim Mama đã dẫn các cô nương đến đó. Tôi đã nói rồi, trừ khi tôi tham gia thi đấu, nếu không không cho ai dẫn Giải Ngữ đến đó. Chuyện đó là lỗi của cậu. Một tháng chỉ tham gia thi đấu có một vài lần, có thể đáp ứng nhu cầu của Kim Mama sao? Đúng vậy. Khốn kiếp. Cố lên, cố lên. Đánh hay lắm.
Hay, hay lắm. Dám thách đấu hả? Cậu đáng không? Người đâu có giỏi hơn ai? Nếu như Giả Độc có tham gia thi đấu, liệu người có thắng nổi không? Tại hắn không dám nhận lời thách đấu của tôi thôi. Nếu không ta hạ hắn từ lâu rồi. Không phải không dám. Ngươi thua liên tục 5 trận, người ta nể mặt ngươi thôi. Ngươi. Đi. Mời dũng sĩ của chúng ta ra mắt chiến lợi phẩm của mình. Cô muốn làm gì? Chẳng phải bà nói tôi chỉ cần hầu hạ một mình Sầm công tử thì được rồi hay sao? Đã lâu cậu ấy không tham gia thi đấu rồi, chỉ nhờ vào cậu ấy chắc tôi phải húp cháo thôi. Kim Mama, không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Nếu hôm trước tôi không cứu cô đã té xuống vực sâu nuôi sói rồi. Làm người cần phải biết mang ơn chứ. Đứng lại. Người muốn gì? Đây là chiến lợi phẩm của ta. Tôi nói Sầm gia, xéo đi. Sớm muộn tôi cũng tính sổ với bà. Tôi lặp lại một lần. Bỏ người đàn bà của tôi xuống. Sầm Giả Đồng, đừng ý mình giỏi võ công. Chẳng lẽ ngươi không biết quy định trên sàn đấu hay sao? Cướp chiến lợi phẩm của người ta xem như ăn trộm. Ngươi muốn cổ chứ gì? Được, hãy trổ tài của mình đi. Được. Vậy ta đấu với ngươi. Ngày mai đi. Ngươi nói vậy ý là sao? Buổi thi đấu hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu muốn thi đấu, tất nhiên phải chờ ngày mai. Nếu ngươi thật sự có bản lãnh, ngày mai cứ nhận đôi giày cũ của ta mang về đi. Nếu kẻ nào vi phạm quy định cấm thi đấu suốt đời, ngươi muốn cả đời cũng không gặp được người đàn bà này hay sao? Thật ra ngươi muốn ta phải làm gì? Nếu Sầm Quynh thật lòng yêu thương người đàn bà này, cũng không phải không có hy vọng. Nhưng cách do ta nêu ra sẽ làm cho ngươi phải mất mặt đó. Đúng vậy. Trừ khi ngươi chấp nhận chui qua háng của ta. Đúng. Sầm đại ca, đừng. Nếu như huynh chui qua, sau này sẽ bị mọi người xem thường huynh đó. Ngươi tính xong chưa? Chui đi. Chui đi nhanh lên. Sao rồi? Chui đi. Sao không chui đi? Chui nhanh lên. Nhanh lên. Sầm đại ca, đừng. Nhanh lên. Đồ hèn. Ngươi đúng là đồ hèn. Đi. Đúng là đồ hèn. Hãy
Giải Ngữ, nàng có biết hay không? Kể từ lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã thương yêu nàng say đắm. Hôm đó, gió lốc đang kéo đến, nàng đứng trên sàn thi đấu. Trong nàng giống y như con chim bị hốt quảng vậy. Nàng rất yếu đuối, cần chỗ nương tựa, làm cho ta cảm thấy ta cần mở rộng vòng tay để ôm ấp nàng. Đồng thời lần đó ta cũng giành chiến thắng, ta đoạt giải dũng sĩ mạnh nhất trong thành. Nhưng ta không ngờ nàng lại đâm một nhát thật mạnh vào ta. Ta biết nàng đã có ý trung nhân. Cho dù hắn không thương yêu nàng, nhưng nàng vẫn vì hắn mà giữ trọn mối tình của ngày nào. Ta hiểu, ta sẽ thương yêu nàng. Cho nên ta chưa từng cưỡng bức nàng. Ta sẽ chờ, ta chờ đến khi nào nàng thật lòng đón nhận tình cảm của ta. Nàng nghĩ xem, khó khăn lắm ta mới chờ đến ngày này, sao ta nhẫn tâm để cho kẻ khác chà đạp nàng? Chuyện hôm nay là lỗi của ta, tại ta không chịu tham gia thi đấu, tại ta quá lười biếng. Không, chàng đừng nói vậy, tại thiếp không cho chàng tham gia thi đấu. Thiếp sợ chàng đổ máu, sợ chàng bị thương. Ta không sợ. Cho dù vì nàng mà ta đổ máu đến giọt cuối cùng, ta cũng không hối hận. Ngày mai ta sẽ tham gia thi đấu. Ta sẽ kiếm thật nhiều tiền. Ta hứa sẽ chuộc nàng ra khỏi đây. Chàng có biết không, lần trước thiếp bị rơi xuống vực sâu là vì thiếp cố tình muốn chết. Tại vì thiếp cảm thấy cuộc đời của thiếp chỉ còn bóng tối. Chính chàng đã giúp thiếp sống lại. Chàng đã cho thiếp một bầu trời, cho thiếp một cuộc sống không còn ân hận. Cố lên. Đồ hèn. Có ai muốn thách đấu với đồ hèn sầm giả đồng không? Có gì mà cười, mắc cười lắm hay sao? Thân hổ, bây giờ ngươi đừng nói gì nữa. Ta phải thi đấu thôi. Sầm đại ca, xưa nay huynh là thần tượng mà tôi mến mộ nhất. Nhưng mà huynh... Phải, có ai muốn ra đấu với đồ hèn không? Cho dù thắng trận cũng không dễ dàng gì. Nhưng có ai muốn chui qua hán của các vị không? Nếu như muốn, vậy hãy bước lên đây. Nếu các vị thắng, sẽ được người đàn bà này. Như vậy, sầm dũng sĩ của chúng ta sẽ chui hán các vị. Quân để đâu? Lên! Đánh chết hắn cho ta!
vị, hôm nay không phải ngày tốt, chúng ta nghỉ thi đấu. Ngày mai các vị nhớ đến sớm. Bắt trộm, bắt trộm, đứng lại. Hôm nay xem như cô gặp may. Quên để đâu? Chúng ta đi. Đi. Ta không sao. Ta không sao. Đứng lại. Chạy đâu cho thoát. Hỉ Băng, sao lại là cô? Cậu là ai? Mau thả tôi ra. Phía sau có người đang đuổi theo tôi đó. Tôi là Ý La. Ý La, tại sao cô lại? Tên trộm đang ở bên đó. Mau đuổi theo. Nhanh lên. Nguy rồi, chúng ta chạy mau. Chuyện gì xảy ra? Tôi không có thời gian để giải thích. Lát nữa chúng ta nói sao. Chạy mau. Đứng lại. Đứng lại. Con A đầu kia, ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Bà lợi hại thật. Cùng lắm thì trả cho bà thôi. Cô lấy trộm tiền người ta hả? Có thể đi được chưa? Muốn bỏ đi à? Đâu có dễ như vậy. Bà muốn làm gì đây? Cho A biết ở đây bắt được tên trộm xử lý như thế nào. Chặt tay. Còn đứng đó làm gì? Dừng tay. Mùi mùi tôi lấy trộm tiền của bà là không đúng. Nhưng cổ đã mang tiền trả lại cho các vị rồi. Các vị cứ xem như nể mặt tôi mà tha cho cổ lần này. Trông ngươi cũng tuấn tú lắm. Ngươi là đàn ông hay đàn bà vậy? Cô ấy là nam, là chồng tương lai của tôi. Tốt lắm, tôi cho các người một con đường sống. Cô cũng xinh đẹp lắm. Cô đến Qua Mãn Lầu giúp tôi tiếp khách 10 ngày. Hoặc là chồng tương lai của cô đến sàn đấu của tôi đấu một trận. Nếu cậu ấy thắng, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Các người hãy chọn đi. Đến Qua Mãn Lầu được ăn no không? Tất nhiên, xưa nay tôi không bỏ đói ai hết. Thôi được, chúng tôi chọn. Nè, tất nhiên là thi đấu rồi. Danh tiếng của đàn bà rất quan trọng, không thể đến những chỗ đó được. Được, sáng mai chúng ta gặp nhau trên sàn đấu. Nhưng tôi nói rõ từ đầu, nếu như các người thua, cô phải ngoan ngoãn đến Qua Mãn Lầu. Không thành vấn đề. Cho người theo dõi họ, đừng để họ bỏ trốn. Dạ. Hai vị, mời. Trưởng quầy, đến ngay. Cho vài cái màn thầu, cho thêm vài món. Dạ, có ngay. Cô có tiền không? Tiền không nhiều, nhưng đãi cô ăn một bữa, tôi nghĩ vẫn đủ tiền để trả. Cô cũng vậy nữa. Sao lại hứa với họ rằng cô sẽ thi đấu? Cô nhìn xem, cô chân yếu tay mềm như vậy, làm sao đánh thắng họ được? Nếu đã như vậy, thà cô để tôi đến Qua Mãn Lầu tiếp khách, như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao đây cũng là cơ hội, cho dù thế nào tôi cũng phải làm thử. Giả lại danh tiết của đàn bà quan trọng đến chừng nào. Một khi cô đã đặt chân vào chốn Yên Qua đó, xem như cô rồi đời. Tôi không xem trọng cái gọi là danh tiết gì hết. Tôi cho cô hay, trong lúc tôi nghèo khổ nhất, người ta cho tôi một cái màn thầu, tôi chấp nhận đổi bằng thể xác. Cái gì? Sao cô lại có thể tự hành hạ mình như vậy? Thôi được, tôi biết rồi. Cô là lá ngọc cành vàng, cho nên không biết thế nào là thói đời gian nan. Nhưng mà chúng ta nên tránh tên Mộc Thạnh đó. Nếu không phải hắn thì tôi đâu có trôi giặt đến đây và chịu tội như vậy. Mộc Thạnh? Cô vừa nói Mộc Thạnh hả? Đừng nhắc nữa, hắn vốn không phải là người. Tôi cho cô hay, chỗ nào mà hắn đi ngang đều không để lại mạng sống. Kể cả người của Minh Gia Bảo xin hắn tha chết, hắn cũng không tha. Còn tôi, khó khăn lắm tôi mới thoát chết được. Sao huynh ấy lại tàn bạo như vậy? Không thể nào. Lẽ ra bây giờ quân ấy phải tấn công Quả Diệm Sơn. Bây giờ quân ấy phải đang trên đường hành quân mới đúng. Phải. Trước đó tôi cũng từng nghe người ta nói. Nhưng mà người của hắn đột nhiên lại xuất hiện. Xem ra hắn định tấn công thẳng vào Dân Vũ Sơn đó. Màn thầu đây rồi. Cảm ơn. Trưởng quầy, có rượu ngon thức ăn ngon mang hết lên đây. Nhanh lên. Thôi được, có ngay. Nhanh lên đi, mấy vị khách quan chờ một lát.
Đồ hèn cũng đến quán dùng cơm hả? Thật đáng tiếc, ở đây không có thức ăn bán cho ngươi đâu. Ngươi muốn ăn uống gì đó nên đến chuồng ngựa thì thích hợp hơn. Dù sao thì ngươi cũng giống như ngựa, để cho người ta cưỡi. Đúng vậy. Sao lại là huynh ấy? Nào nào, chúng ta uống rượu đi. Cô quen biết người này sao? Từng gặp huynh ấy một lần. Trưởng quầy, cho tôi một bình rượu và 10 cái màn thầu. Tôi mang về. Trưởng quầy, ở đây ông có bán thức ăn cho ngựa sao? Nếu sự thật như vậy, sau này chúng tôi không dám đến đây ăn nữa đâu. Tướng giả, huynh không nên hiếp người quá đáng. Có người bất mãn kìa. Hoàng thượng không lo nhưng thái giám lại lo. Đúng vậy. Khách quan, xin lỗi cậu. Thôi được, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi đến tiệm khác để mua. Đi đi, có người chịu bán thức ăn cho đồ hèn sao? Trừ khi hắn không muốn làm ăn nữa. Các cậu nghĩ có đúng không? Đúng vậy, chúng ta ăn đi. Cô ngồi đây chờ tôi một lát, tôi trở về ngay. Nào, ăn đi. Rót đây. Ăn đi, ăn đi. Này, cậu gọi tôi hả? Phải, huynh không nhớ tôi sao? Hôm đó ở bờ hồ. Là cậu à? Nè, chẳng phải huynh đói rồi sao? Huynh dùng đi. Cậu không thấy tất cả mọi người đều chán ghét tôi và xem thường tôi sao? Cậu mời tôi ăn, cậu không sợ người ta bài xích cậu sao? Tôi tin huynh là người tốt. Bộ hai chữ đó có viết trên trán sao? Một người đàn ông có thể chung thủy với người mình yêu như vậy, thử hỏi có phải kẻ xấu không? Ăn nóng cho ngon. Cảm ơn. Đừng nản lòng, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Thân hổ. Đồng hồ cát, đứng vững là thắng, té ngã xem như thua. Có vấn đề gì không? Nếu như cả hai người đều đứng vững thì sao? Vậy hôm khác đấu lại. Nếu bất phân thắng bại thì phải đấu tiếp chứ gì? Nếu liên tục ba lần đều vậy, cậu và đối thủ của mình đều đứng vững được, xem như cậu thắng. Thấy cậu yếu ớt như vậy, tôi không muốn ăn hiếp cậu. Tự cậu chọn đối thủ đi. Ý là tôi... Để tôi đến qua mãn lâu làm còn hơn. Hãy tin tôi sẽ cố gắng. Chọn tôi đi. Xem như tôi đáp lại tình cảm của cậu. Tôi mời huynh ăn màn thầu vì tôi tin huynh là người tốt, không phải để huynh đáp lại tình cảm đó. Chọn hắn. Được, tôi tuyên bố cuộc thi đấu bắt đầu. Đừng đánh nữa, cùng lắm để tôi đến qua mãn lầu làm cho rồi.
Nhưng các đã chạy hết rồi. Ý là chúng ta có cơ hội rồi. Có cơ hội rồi. Đừng vội mừng. Còn ngày mai nữa. Cậu có thể chịu đựng sao? Chúng ta đi. Danh tiếng của tôi chẳng đáng tiền gì hết. Sao cô phải liều mạng vì tôi vậy? Tôi biết cô không xem trọng danh tiếng, nhưng cô cũng phải tự tôn trọng mình. Cô tự hỏi mình xem, cô có thật lòng muốn hầu hạ khách ăn chơi hay không? Nếu như cô ăn có mặt và đám khách ăn chơi đó còn đáng ghét, vậy cô tiếp khách mà đòi hỏi nhiều điều kiện như vậy hay sao? Như vậy chắc qua mãn lầu đóng cửa sớm. Yên tâm đi, tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua ải này thôi. Đây là loại kim thương dược thượng hạng, cậu hãy dùng đi. Cảm ơn Quynh. Không có gì. Lần trước cậu mời tôi ăn màng thầu thì sao? Vậy cậu có tính toán gì không? Tôi nghĩ ngày mai có lẽ sẽ may mắn hơn. Kim Mama đã nói, chỉ cần đứng vững được 3 lần, chúng tôi sẽ được tự do. 3 lần? Một lần cậu đã ra nông nỗi này rồi, nó chỉ đến 3 lần. Hãy giúp cổ, tội nghiệp lắm. Được, ngày mai cậu nghe lời tôi. Tôi giúp cậu thắng một trận. Huynh, sao hả? Cậu không tin đồ hèn như tôi sao? Không, ý của tôi không phải như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn thiếu một người. Sầm đại ca, Sầm đại ca. Nè, Quynh còn đến làm gì? Quynh đánh người của chúng tôi bị thương như vậy. Về đi, về đi. Hỷ Băng, cô đừng làm vậy. Đúng lúc cho cô ấy đoái công chuộc tội đi. Thế nào là đoái công chuộc tội? Sao vẫn chưa thấy họ đến vậy? Phải đó, chắc sợ rồi. Thiệt tình, đúng là đồ chết nhát. Có cần chờ nữa không? Chắc họ sợ rồi cho nên không dám đến. Tôi khẳng định như vậy, không đến càng tốt. Con A Đầu Hỉ Băng đó da thịt mịn màng, chỉ cần đào tạo, cổ sẽ nổi tiếng. Tại sao các người lại đi chung cả đám vậy? Có phải lấy tên là đám đồ hèn không? Kim Mama, hôm nay chúng tôi chia thành 3 cặp đấu, 1 chọi 1, thắng 2 trận xem như thắng. Thế nào, Sầm gia định can thiệp vào chuyện này sao? Quy định của sàn đấu không có quy định không cho phép người khác trợ giúp. Cậu và Tương Giả nửa cân 8 lạng, thân hổ chỉ xếp thứ 2. Còn cậu này thì các cậu không thắng nổi đâu. Bắt đầu đi. Khoan, tai họa do họ gây ra, nếu cậu đòi can thiệp vào chuyện cũng được. Nếu như nhóm cậu thua, cậu phải ký hợp đồng 10 năm với tôi. Được, không vấn đề gì. Nhưng bà phải hứa với tôi một điều. Cậu nói đi. Võ công của chúng tôi xếp theo thứ tự thượng trung hạ. Vì sự công bằng trong thi đấu, bà phải chọn ra 3 người trong thượng sĩ, trung sĩ và hạ sĩ để tham gia thi đấu. Không vấn đề gì. Tướng giả Trung Bình Nguyên Lục bước ra. Bắt đầu đi. Cậu nghe tôi, qua chọn tướng giả. Tôi tin tôi đi. Tôi chọn hắn. Tôi à? Chán sống sao? Tại sao không đánh? Hắn bị sao vậy? Tướng giả là thượng sĩ, Trung Bình là trung sĩ, Nguyên Lục là hạ sĩ. Bất luận cách người phái người nào,
Ta cũng nhường hắn 3 chiêu. Được, Nguyên Lục nhất định sẽ thua. Trung Bình bước ra. Đó, đánh hay lắm. Hay lắm. Nguy rồi, mắc mưu rồi. Nhưng không cần đấu nữa, các cậu thắng rồi. Quang hô, quang hô, hay quá. Có thật là không cần đấu nữa không? Thân Hổ là trung sĩ, Nguyên Lục là hạ sĩ, làm sao đấu được? Giả Đồng, cậu thật ma giáo. Quang hô, thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Trận đấu hôm nay chúng ta thắng rất hay. Sao đại ca, sao huynh lại nghĩ ra cách hay như vậy? Cậu có từng nghe kể về điền kỵ đua ngựa không? Thì ra lấy cảm hứng từ đó. Xem ra Sầm đại ca rất giỏi về binh thư. Không chỉ có binh thư, quân sự bố trận đồ của Sầm đại ca cho đương đại cao nhân Thần Toán Tử xem qua, ổng còn phải khâm phục sát đất. Sầm đại ca, huynh có từng nghĩ đến sẽ phát huy tài năng không? Huynh có muốn bước ra lập một sự nghiệp không? Tôi tin rằng với tài năng và mưu lực của huynh, nhất định sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Trước kia có nghĩ, bây giờ thì không. Tại sao vậy? Tại vì tôi đã tìm được mục tiêu trong cuộc đời. Có cổ là tất cả. Không muốn làm thần tiên nữa. Tôi cảm thấy tiếc cho huynh. Không tiếc đâu. Con người sống trên đời biết thỏa mãn là tốt rồi. Nào, uống rượu. Tôi uống nữa. Con gái không nên uống rượu, dễ bị say lắm. Không nên xem thường đàn bà. Những chuyện đàn bà làm được còn nhiều lắm. Cay quá. Sầm đại ca, hình như không đủ mồi nhắm rượu đó. Thông Hổ, chúng ta ra bờ sông bắt cá đi. Được, đi. Bắt cá hả? Hay đó. Tôi đi nữa. Được, đi. Các huynh chờ tôi với. Có thật là huynh ấy sẽ làm nên sự nghiệp không? Cô hạnh phúc lắm. Tôi ít khi thấy người đàn ông nào vì người đàn bà mình yêu mà từ bỏ lý tưởng.